cô, chào mọi người. Thì hôm nay mình xuống Mỹ Tho, nhân dịp xuống Mỹ Tho mình có quay gói bánh mì cô lệ nha mọi người. Thì địa chỉ ở đây là đường Lê Thị Giên. Lê Thị Giên với cái đường gì tí nữa mình để trên màn hình cho mọi người xem nha. Bây giờ mình vô mình review có cái bánh mì của chị Lệ nổi tiếng ở đây nha mọi người. Ở cái góc này. Đây. Giờ mình vô mình review cái món bánh mì của chị Lệ nha. Đây cái địa chỉ tên của bánh mì của chị nha. Mọi người thấy không? Đó cô Lệ, bánh mì cô Lệ ha, địa chỉ số điện thoại nha mọi người. Thì trên màn hình mình sẽ để một cái địa chỉ của cô nữa nha. Em ăn gì ạ? Ăn gì chứ ăn gì vô đây coi em đấy. Bỏ rau vàng ha. Cái này là cái gì ta? Siêu ngoại. Siêu ngoại. Là chả cá hả cô? Cái này gần hết rồi con. Hả? Gần hết rồi. Hết rồi, giờ này cô giúp chị làm luôn nè. Cô chủ quán nha mọi người. Bánh mì cô lại. Cô lại luôn hả con? Dạ. Ở đây nếu mà đây nước mắm nè. Nếu mà ghé bánh mì cô lại thì phải biết qua cái nước mắm thần thánh này nha. Đúng rồi. Cái nước mắm này là nước mắm nhà cô làm luôn, nước mắm thần thánh. Nếu mà ai mà có về Mỹ Tho mà ghé ăn ổ mì cô lại thì phải mua thử cái chai nước mắm về ăn cho biết. Giờ này là cô hết rồi. Cô làm con ổ nào chất lượng tí xíu với cô. Ừ, thì cô làm. Dạ. Ở đây cô đặc biệt có chả nè, chả đặc biệt ngon lắm. Quay vô cái chả. Cô làm nhà cô? À, nhỏ em cô làm nay gần 40 năm rồi đó. À, cô bán đây gần 40 năm rồi. Đây là khẩu vị của cô là gì? Nhưng mà quan trọng của cô là cái nước mắm thần thánh này nè. Đúng rồi, quan trọng của cô là nước mắm đó. Với chả của cô là chả đặc biệt. Cô lô men là xuống này ăn ớt vậy nè. Nè con. Rồi gói cho chú đi. Một ổ này bao nhiêu tiền cô? Một ổ vậy là cô bán 15 với 20 ngàn. À, một ổ 15 20 ngàn nhìn chất lượng mọi người ngon không? Quá ngon luôn à. À, mua cho hai chị em ăn luôn đi. Chút có đói không? Lát con một ổ luôn. À, con ổ con để đủ chút cho con hả? Cái này phải mười giờ mấy giờ em? 10 giờ mấy mà cô bán rất là còn đông khách cơ mọi người. Thường thường là cô bán 11 giờ cô dọn, mà tại nay cô bán rất giờ này hết đồ luôn. Dạ. 11 giờ sáng cô bán 5:30 đến 11 giờ. Bánh mì nguyên vỏ xé luôn. Một ngày cô bán khoảng 1.000 ổ không cô? Cô có thể cho con thử được cái miếng chả cá không? Có được chứ, để cô chờ thử. Này cô có chả cá. Có gì bình thường, mỗi người quay một cái cách khác mà. Cho người do ba miếng giấy cho con. Con cho ba miếng giấy cho con. Thử đây. Đây. Nhà che này không có cho ai con? Ngon lắm thầy ơi, ta hát. Em. Ok. Cô, cái này con mua về ngày mai con về nó có sao không? Không, con để vậy ngoài để tới ngày mai. Sao vậy? Ngon dữ lắm, chả cá này quá ngon luôn. Không hơn. Cái này tí nhiêu cô? 40.000 một viên vậy đó cô. Một cục kia 40.000 hả? À, 40.000 một viên. Cái này được nửa ký không cô? Không tới, có 200 gram rồi. Vậy hả? Ừ. Còn lụa vậy là lụa này 101 cây. Ăn bánh mì thử chưa? Ăn thử coi cô. Ở đây mọi người thì mình đây cô lại làm cho mình một ổ nè, ổ như bình thường thôi nha mọi người. Ổ này 15 đến 20 ngàn nha mọi người. Đó, bây giờ mình review thử miếng ăn chưa, một miếng tươi chưa cảm nhận được. Ủa,
có gì đâu, bình thường. Quay ăn được không? Còn miếng chưa cảm nhận được. Còn ăn nó thơm hay sao? Cảm nhận cho ngon anh. Không biết diễn tả sao đâu. Bên đi cái trà để dính em bé. Thôi không? Không. Xin chào cả nhà. Hôm nay là chị Phan Hằng và anh Dũng shipper và gia đình con nè. Ai về ăn cái bánh mì của cô? Thích cái hủ món nhà ảnh này không? Xíu mại 20. Là thêm một cái nhảo xíu mại. Ngon lắm. Nước mắm đây cay. Hả? Cay quá. Cay đâu cay, ngon ngon mà. Ngon mà cay quá. Có rồi. Quá ngon. Bò đây có bán nem chua nữa không? Cho em mượn nem chua thầy cô ở đây không, ngoài bán bánh mì ra thì có bán cái nem chua nữa mọi người đó. Mày nem chua mọi người, hồi nãy mình thử rồi rất ngon mọi người, rồi mình lấy cái hộp này mình về mình ăn. Cô bán 10 giờ, 10 giờ mấy gần khách đông lắm mọi người, rất là đông. Cô bán đây trên 40 năm hả cô? Cô bán dạ. 40 năm chứ chưa trên. Cô bán bánh mì ngon, cái gì cũng ngon mọi người, mà cũng vui vẻ lắm mọi người. Mọi người nhớ xuống Mỹ Tho nhớ ghé ủng hộ cho cô nha. Mấy hai chai nước mắm muốn mớm nữa. Có đó là chả hả cô? Chả. À chả cô cũng bán mang về luôn. Quan trọng nhất là cái này nha em trai. Quan trọng nhất là cái này, nếu mà có ai ghé ăn bánh mì thì phải thử cái nước mắm Thành Thánh này của cô nha. Thấy chưa? Chưa, để của em một chai, của gái kia hai chai. Mắm này là kỳ luôn, phải là ba chai. Thưởng thức cái mắm không cay hả? Cay quá chịu không nổi là cái ổ đã ăn rồi, cái nè. Cô, lấy một chai con ổ tôi trả là không đi mà đừng bỏ rau nha, con nhắc nhỏ nó ăn. Để mắm cay gì đó. Để tính đi. Quá khỏi tiền rồi. Ăn cái gì đó nè. Cái này cũng trả luôn. Chị ăn bánh mì này mới mua lần đầu tiên hả chị? Mới ăn lần đầu tiên. À, sao chị biết chị ăn chưa? À chưa ăn nhưng mà bạn đã ăn rồi mình đã thử nó ok. À, chị từ đâu xuống đây mua ăn? Ở thành phố tới. À có là chị này ở thành phố xuống mua ăn luôn mọi người. Thì ở đây mình có mua về làm quà nước mắm, ba chai nước mắm mọi người, với một cái gì nem chua với hai cục chả. Thì về mình thấy ngon quá mình mua về làm quà cho anh em ở trên thành phố nhà nha. Nóng
Đây, đậu bún nè. Dịp nào xuống lại xuống sớm nha. Dạ. Nay lại trễ quá thịt được hết trơn rồi. Dạ tại giờ cô cũng chuẩn bị dọn hết như đây nó mới dọn. Dạ, dọn. Thành phố đây. Dạ, xuống hay trễ. Dạ ngày mai về thành phố rồi. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn cô nha rồi, cô. Rồi, chúc cô sức khỏe nha. Rồi cảm ơn. Dạ.